Còn 3 tháng nữa, chị Thu sinh em bé thứ tư. Có một điều bí mật trong hạnh phúc làm mẹ của chị Thu, đó là để có được những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh như thế này, chị đã trải qua một hành trình vô cùng bền bỉ. Trên hành trình ấy, vợ chồng chị đã được gặp một ân nhân mà cả đời anh chị cũng không bao giờ quên. Ban đầu thì vợ chồng em rất là khó khăn trong cái quá trình để mang bầu. Đó thì cũng đã chữa chạy rất là nhiều nơi trong nhiều năm. Và cũng rất là may mắn khi mà được một người bạn đồng nghiệp trong công ty giới thiệu về Đức Nguyên Đường. Thì vợ chồng em cũng đã tìm đến Đức Nguyên Đường để khám chữa và lấy thuốc điều trị. Thì sau cái thời gian điều trị tại Đức Nguyên Đường thì thật sự là rất là may mắn và hạnh phúc khi vợ chồng em có tin là mang thai. Và đó là cái điều hạnh phúc đối với em và cả gia đình. Còn đây là khung cảnh thường nhật tại nhà thuốc Đức Nguyên Đường. Thì uống xong thì có như nào thì liên hệ vào cái số điện thoại này của anh. Còn số tiếp theo là số... Ở đây, niềm tin của bệnh nhân mới là chi phí đáng giá mà nhiều thế hệ lương y của nhà thuốc làm giàu cho y đức cũng như sự nghiệp của mình. Hôm nay, như nhiều ngày khác, bác sĩ Bùi Đức Trọng dậy rất sớm. Anh bắt đầu một ngày khám chữa bệnh của mình. Nhiều bệnh nhân truyền tai nhau rằng đôi tay bác sĩ Trọng khi bắt bệnh rất ấm, nhưng kết quả chữa bệnh lại rất mát tay. Khám được một tháng đã cho kết quả tốt, nên em cũng tìm hiểu qua về nhà thuốc Đức Nguyên Đường đã có từ rất lâu đời. Nhà thuốc Đức Nguyên Đường này đúng là nhà thuốc là lương y như từ mẫu. Coi là rất là tận tụy với các bệnh nhân từ miền Nam đến miền Bắc và cả từ miền xuôi đến miền ngược. Các bệnh nhân đều đến đây coi là chữa. Hơn 200 năm trước, nhà thuốc Đức Nguyên Đường tồn tại với sứ mệnh thiêng liêng là giúp đời cứu người. Đến nay đã có 8 đời kế thừa nghề bốc thuốc cứu người này. Đức Nguyên Đường bắt đầu nổi danh nước tiếng ở Hà Nội từ đời cụ lương y Bùi Xuân Bổng. Cụ Bùi Xuân Bổng đã theo nghề y khi tuổi đời còn rất trẻ. Riêng về bắt mạch, cụ Bổng đã mất đến 8 năm để học. Đủ thấy cụ đã kỳ công học tập như thế nào. Cụ được con cháu đời sau mô tả là không có vật chất gì, chỉ có tấm lòng với người bệnh. Để phát triển nghề y và mong muốn cứu được nhiều bệnh nhân hơn, nên năm 1954, lương y Bùi Xuân Bổng đã mở một nhà thuốc tại 41 Phổ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, lấy tên Đức Nguyên Đường với ý nghĩa là lấy chữ Đức để khởi đầu cho tôn chỉ làm nghề. Và trong lịch sử của mình, nhà thuốc Đức Nguyên Đường đã có một kỷ niệm, một dấu ấn và cũng là một vinh dự lớn lao khi trở thành nhà thuốc duy nhất được Bác Hồ tới thăm và chúc Tết. Khoảng độ gần 8 giờ tối thì tôi đang ở dưới nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra thì thấy có hai bác công an đi vào và sau đó là đến Bác Hồ. Cũng là một cái điều bất ngờ mà cho đến giờ tôi cũng không tự trả lời được. Vì sao lúc đó nhìn thấy bác lại có thể nhận ra được ngay và vội vàng nói ơ Bác Hồ và ôm lấy bác. Thế và bác đưa tôi đi vào trong gia đình. Lúc đó gia đình chỉ có mỗi mình tôi ở dưới nhà thôi. Ông nội, bà nội tôi đều đang ở trên gác. Mẹ tôi thì ở mãi dưới bếp. Thế và khi bác cùng với tôi vào đến giữa nhà đó, thì là tôi có gọi là ông tôi ở trên gác là ông ơi Bác Hồ đến. Và ông bà tôi là ở trên gác xuống và hai cụ gặp nhau ở chân cầu thang giữa nhà.
Và có cái ảnh mà các bạn đã được xem đó là chụp ở đó. Thì gia đình chúng tôi quây quần bên bác rất ấm cúng. Có lẽ cũng khó có thể giải thích được là tại sao lại có một cái người lãnh tụ vĩ đại như vậy nhưng lại hết sức gần gũi. Suốt gần hai thế kỷ trôi qua, tên tuổi nhà thuốc Đức Nguyên Đường gắn với việc chữa trị rất nhiều các bệnh như xương khớp, gan, thận, vân vân. Nhưng trong đó nổi tiếng nhất là chữa trị vô sinh hiếm muộn. Trong số các bệnh nhân đến khám ở Đức Nguyên Đường, có đến 40% bệnh nhân chữa vô sinh hiếm muộn. Độ tuổi nhiều nhất là từ 20 đến 35 tuổi. Tiếng lành đồn xa, giờ không chỉ có người dân mến mộ, tin cậy nhà thuốc Đức Nguyên Đường, mà ngay cả các nhà đầu tư danh tiếng cũng muốn được hợp tác, đầu tư. Tôi thì tôi muốn rằng là cái sản phẩm này nó sẽ trở thành một cái sản phẩm đại chúng hơn, phổ biến hơn, vì là đây rõ ràng là một cái sản phẩm có nhu cầu rất cao nhưng mà không phải là nhiều người biết đến, và vì vậy cho nên là sẽ thiệt thòi cho những cái bệnh nhân mà chưa biết đến được cái sản phẩm thuốc của Đức Nguyên Đường. Vì vậy cho nên là tôi muốn tham gia đầu tư cùng với anh Trọng để mà đại chúng hóa cái sản phẩm của Đức Nguyên Đường. Đối với những bậc thầy lương y lâu năm trong ngành đông y cũng khẳng định nhà thuốc Đức Nguyên Đường là nhà thuốc gia truyền lâu đời, không chỉ có nhiều đóng góp vào sự phát triển cho nền đông y Việt Nam mà còn là niềm tự hào của giới đông y nước nhà. Nhà thuốc Đức Nguyên Đường luôn giữ được y đức của người thầy thuốc, luôn luôn học tập và làm theo 9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và lời dạy của Bác Hồ lương y như từ mẫu, và luôn luôn được các đồng nghiệp quý mến, được nhân dân và bệnh nhân tin tưởng và kính trọng. Nghề làm thuốc của họ Bùi cứ tiếp tục được nối truyền để phục vụ người dân. Cháu trai của cụ lương y Bùi Xuân Bổng là lương y Bùi Mạnh Đạt, theo nghề lấy tên phòng chẩn trị y học cổ truyền Thành Đạt. Trong suốt cả cuộc đời khám bệnh cứu người, lương y Bùi Mạnh Đạt lại truyền cả y đức lẫn kiến thức cho con trai mình là bác sĩ Bùi Đức Trọng. Và bác sĩ Trọng, từ một cậu bé cầm con dao thái thuốc còn chưa chắc, được bố cầm tay chỉ việc, truyền nghề, nay đã là một bác sĩ mát tay lừng danh. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn là tất cả chữ tâm, là những đêm thức trắng, là rất nhiều suy tư trăn trở, là cả sự tài trí y thuật của người bác sĩ trẻ tuổi Bùi Đức Trọng. Mỗi một thế hệ để truyền lại cho con cháu như này đều phải xem là các thế hệ dưới ai có tố chất nhất để có phù hợp làm cho ngành đông y thì mới truyền. Và bản thân như cụ tôi cũng đã truyền, tại sao đã truyền thẳng lại cho bố tôi là như thế, vì đều phải xem lại là có tố chất hay không thì mới truyền. Đến bản thân tôi cũng được bố tôi xác định, bố tôi thấy là có tố chất từ nhỏ, đã định hướng từ đó và giúp cho tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với nghề, truyền nghề cho tôi ngay từ nhỏ như thế, lớn lên để chúng tôi học và tích lũy kiến thức, từ kiến thức của gia truyền, kiến thức đông y và bản thân là kiến thức tây y hiện đại, để giúp cho tôi ngày càng hoàn thiện và giúp để phát huy truyền thống tốt hơn nữa cho gia đình. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, bác sĩ Trọng, người gieo biết bao nhiêu mầm hạnh phúc, có lẽ ít có thời gian để nhìn ngắm lại thành quả của mình. Thành quả ngọt ngào ấy kể từ ngày bác sĩ Trọng nhận trọng trách kế thừa nhà thuốc từ cha, nhầm tính có lẽ lên tới cả ngàn cặp vợ chồng. Đây là em bé được sinh ra sau nhiều năm đằng đẵng đợi chờ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa. Sau nhiều năm chữa chạy khắp nơi, chị Hoa đã may mắn biết được bác sĩ Trọng ở nhà thuốc Đức Nguyên Đường. Sau một thời gian ngắn chữa trị và uống thuốc của bác sĩ Trọng, hạnh phúc đã đến với chị Hoa
khiến anh chị mãi không quên ân tình của bác sĩ Trọng dành cho mình. Tìm hiểu em thấy nhà thuốc thì cũng uy tín và lương y thì cũng tận tâm. Đó là lý do mà em tìm đến nhà thuốc. Và sau một khoảng thời gian thì lương y đã chỉ bảo rồi hướng dẫn 2 tháng thì nó cũng đã có cái kết quả rất là tuyệt vời. Hôm nay có chút thời gian, bác sĩ Trọng ghé thăm nhà chị Thu. Tình cảm bác sĩ với gia đình dường như không hề có khoảng cách. Với nhà chị Thu, bác sĩ Trọng không chỉ là ân nhân mà còn là một người thân quý giá. 3 đứa con chị Thu được sinh ra bởi mầm ươm từ nhà thuốc Đức Nguyên Đường. Với gia đình chị, nơi đó chính là cái nôi của hạnh phúc. Mà đã là cái nôi thì một đời chân quý và gìn giữ. Đó là từ phía gia đình chị Thu. Còn phía bác sĩ Trọng, mọi thứ đơn giản lắm. Tôi là bác sĩ, tôi cứu người, giúp người, không màng ân nghĩa, vật chất. Bác sĩ Trọng khi nói chuyện cũng đơn giản như cách anh nguyện hiến dâng một đời cho nền y học nước nhà, mà không cần vinh danh hay biển hiệu to tát nào. Bởi đơn giản, anh là người hạnh phúc vì đã mang lại cả trăm ngàn hạnh phúc đến cho nhiều người. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc.